Nè, hãy con đi nè. Hồi nãy anh có thấy có một con sát sống chạy rất nhanh. Chắc nó từ nguồn lây khác hoặc là bị đột biến vậy. Kiếp, dạ, tôi sử dụng tụi nó đưa mọi người ra khỏi đây. Ai là phân đồng ngũ? Avengers. Giờ sao anh Cao? Chịu sắp hết nổi rồi. Anh đứng tới ba. Cả ba cùng chạy nghe chưa? Một. Thằng chó, mày lừa bố mày. Bắn.